Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Các Quan Xét Chương 1. Sau khi Giô-suê qua đời, dân Israel bèn cầu hỏi Đức Giê-hô-va mà rằng: Ai là người trong chúng tôi phải đi lên trước đặng đánh dân Ca-na-an? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là người Giu-đa phải đi lên. Kìa, ta đã phó sứ vào tay họ. Người Giu-đa bèn nói cùng người Si-mê-ôn là anh em mình rằng: Hãy đi lên cùng tôi trong sứ đã bắt thăm về tôi, thì chúng ta sẽ đánh dân Ca-na-an, rồi tôi cũng sẽ đi cùng anh em đến sứ đã bắt thăm về anh em. Người Si-mê-ôn bèn đi với họ. Vậy người Giu-đa đi lên. Đức Giê-hô-va phó dân Ca-na-an và dân Phê-rê-xít vào tay họ. Tại Bê-xét, họ đánh giết 10,000 người. Ở Bê-xét cũng có gặp Adoni-bê-xét, bèn xông vào người, đánh bại dân Ca-na-an và dân Phê-rê-xít. Adoni-bê-xét chạy trốn, nhưng chúng đuổi theo, bắt được người, chặt ngón cái của tay và chân. Bây giờ Adoni-bê-xét nói rằng: Có 70 vua bị chặt ngón cái của tay và chân, lượm vật chi rớt dưới bàn ta. Điều ta đã làm, Đức Chúa Trời lại báo ứng ta. Người ta dẫn vua đến Jerusalem và người chết tại đó. Người Giu-đa hãm đánh thành Jerusalem và chiếm lấy, dùng lưỡi gươm giết dân cư và phóng hỏa thành. Kế ấy, người Giu-đa đi xuống đặng đánh dân Ca-na-an ở trên núi miền Nam và đồng bằng, lại đi đánh dân Ca-na-an ở tại Hebron. Tên Hebron thuở xưa là Kiriat Araba, và đánh Sê-sai, Ahiman cùng Tanmai. Từ đó, người Giu-đa đi đánh dân cư của Đê-bia. Tên Đê-bia thuở xưa là Kiriat Sê-phe. Ca-lép bèn nói: Ai hãm đánh Kiriat Sê-phe và chiếm lấy nó, thì ta sẽ gả con gái ta là Ạc-sa cho người ấy làm vợ. Bây giờ, Ốc-ni-ên, con trai Kê-na, em thứ Ca-lép, chiếm lấy thành đó, nên Ca-lép gả con gái mình là Ạc-sa cho người làm vợ. Khi nàng đã đến nhà Ốc-ni-ên, nàng giục người xin cha mình một miếng ruộng. Nàng xuống khỏi lừa thì Ca-lép hỏi rằng: Con muốn chi? Nàng thưa rằng: Xin cha cho con một của phước. Vì cha đã định cho con ở đất miền Nam, xin hãy cho con những nguồn nước. Ca-lép bèn ban cho nàng các nguồn trên và các nguồn dưới. Vả, con cháu của Kenit là anh em bên vợ Môi-se, từ thành cây chà là đi lên với con cháu Giu-đa, đến trong đồng vắng Giu-đa ở về phía nam Arác, và lập chỗ ở tại giữa dân sự. Kế ấy, người Giu-đa đi cùng anh em mình là người Si-mê-ôn đánh dân Ca-na-an ở tại Sê-phát, tận diệt nơi ấy, rồi gọi tên nó là Hoạt-ma. Người Giu-đa cũng chiếm lấy Ga-sa cùng địa phận nó, Ách-ca-lôn cùng địa phận nó, và Ét-rôn cùng địa phận nó. Đức Giê-hô-va ở cùng người Giu-đa. Người Giu-đa hãm lấy núi, còn dân sự ở trũng thì họ đuổi đi không đặng, vì chúng nó có những xe bằng sắt. Kế sau, theo lệnh của Môi-se, người ta ban Hebron cho Ca-lép. Ca-lép bèn đuổi ba con trai của A-nát khỏi thành ấy. Nhưng con cháu Benjamin không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit hãy còn ở chung cùng con cháu Benjamin cho đến ngày nay. Còn nhà Joseph cũng lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ. Vậy nhà Joseph sai do thám Bê-tên. Tên thành này lúc trước là Lu-sơ. Những kẻ do thám thấy một người ở thành đi ra, bèn nói cùng người rằng: Xin chỉ cho chúng ta ngõ nào đi vào thành được, thì chúng ta sẽ làm ơn cho ngươi. Người bèn chỉ cho họ ngõ người ta đi vào thành được. Chúng bèn lấy gươm đánh giết thành, nhưng để cho người đó và cả nhà người đi. Đoạn,
người ấy đi vào xứ dân Hethit, xây một cái thành tại đó và đặt tên là Luser, hãy còn gọi vậy cho đến ngày nay. Người Manasse không đuổi được dân cư của Bethshean và của các thành địa hạt nó, cũng chẳng đuổi dân cư của Tha-Anát và của các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Dorơ và dân ở các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Gibleam và dân ở trong các thành địa hạt nó, hoặc dân ở Megiddo và dân ở các thành địa hạt nó thì cũng chẳng đuổi đi, vì dân Canaan quyết định ở trong xứ ấy. Sải khi Israel trở nên cường thạnh thì bắt dân Canaan phục dịch, nhưng không có đuổi chúng nó đi hết. Người Ephraim cũng chẳng đuổi dân Canaan ở tại Gê-xe, nhưng dân Canaan cứ ở cùng họ tại Gê-xe. Người Sa-bu-lôn cũng chẳng đuổi dân ở Kít-rôn hoặc dân ở Na-ha-lô, và người Canaan ở chung cùng người Sa-bu-lôn, song phải phục dịch họ. Người A-xe cũng chẳng đuổi dân ở A-cô hoặc dân ở Si-đôn, dân ở Ách-láp, dân ở Ạc-xíp, dân ở Hên-ba, dân ở A-phét hay là dân ở Rê-hốp. Người A-xe lập sản nghiệp ở giữa dân Canaan là dân bản xứ, vì người A-xe không đuổi chúng nó đi. Người Nephtali không đuổi dân ở Bết-sê-mết và ở Bết-a-nát, nhưng lập sản nghiệp ở giữa dân Canaan là dân bản xứ. Còn dân Bết-sê-mết và dân Bết-a-nát phải phục dịch người Nephtali. Dân Amorít dồn người Đan ở trên núi, không cho họ xuống trũng. Dân Amorít định ở tại núi Here, Ayalon và Sa-an-bim, nhưng tay của nhà Joseph thắng chúng nó, nên chúng nó phải phục dịch. Địa phận dân Amorít chạy từ dốc Ạc-rab-bim từ Sê-la trở lên. Chương 2. Vả thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi lên từ Ginh-ganh đến Bô-kim và nói rằng: Ta đã đem các ngươi đi lên khỏi xứ Ai Cập, dẫn vào xứ ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ta đã phán, ta sẽ chẳng hề hủy giao ước ta đã lập cùng các ngươi. Còn các ngươi chớ lập giao ước cùng dân xứ này, hãy phá hủy bàn thờ của chúng nó. Song các ngươi không có vâng theo lời phán của ta. Tại sao các ngươi đã làm điều đó? Ta cũng có phán, ta sẽ chẳng đuổi dân ấy khỏi trước mặt các ngươi. Song chúng nó sẽ ở bên các ngươi, và các thần chúng nó sẽ thành một cái bẫy cho các ngươi. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va vừa nói dứt lời này cho cả dân Israel, thì dân sự bèn cất tiếng lên khóc. Chúng gọi tên chỗ đó là Bô-kim, và dân tế lễ cho Đức Giê-hô-va tại đó. Khi Giô-suê đã cho dân sự về, thì mọi người Israel ai nấy đều đi vào sản nghiệp mình đặng nhận lấy xứ. Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Israel. Đoạn Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, tuổi được 110. Người ta chôn người trong địa phận về sản nghiệp người tại Thim-nát-hê-re trên núi Ê-phra-im về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng Ba Anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quỳ lại các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Vậy chúng nó bỏ Đức Giê-hô-va, hầu việc Ba Anh và ác tạc tê. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay kẻ cướp bóc và chúng nó bóc lột họ. Ngài bán Israel cho các kẻ thù nghịch chung quanh, và Israel không còn thế chống cự nổi được trước kẻ thù nghịch mình. Bất luận chúng đi đến đâu, tay của Đức Giê-hô-va vẫn nghịch cùng chúng đặng giáng họa cho, y như Đức Giê-hô-va đã phán và đã thề cùng chúng. Chúng bị cơn hoạn nạn lớn lao thay. Xong, Đức Giê-hô-va dấy lên những quan xét giải cứu chúng khỏi tay kẻ cướp bóc. Nhưng chúng cũng không nghe các quan xét, vì chúng hành dâm cùng các thần khác và quỳ lại trước mặt các thần ấy. Chúng vội xây bỏ con đường mà tổ phụ mình đã đi, chẳng bắt chước theo tổ phụ, vâng giữ các điều răn của Đức Giê-hô-va.
Vả, khi Đức Giê-hô-va dấy lên các quan xét cho Israel, thì Đức Giê-hô-va ở cùng quan xét đó và trọn đời quan xét, Ngài giải cứu Israel khỏi tay kẻ thù nghịch mình. Vì Đức Giê-hô-va lấy lòng thương xót họ, tại có những tiếng rên xiết mà họ thở ra trước mặt những kẻ hà hiếp và làm tức tối mình. Kế sau, khi quan xét qua đời rồi, Israel lại làm ác hơn các tổ phụ mình, tin theo các thần khác, hầu việc và thờ lại trước mặt các thần ấy. Israel không khứng chừa bỏ việc làm ác hay là lối cố chấp của họ. Bởi cớ đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng Israel và Ngài phán rằng: Vì dân tộc này có bội nghịch giao ước của ta đã truyền cho tổ phụ chúng nó, và vì chúng nó không có nghe lời phán ta, nên về phần ta cũng chẳng đuổi khỏi trước mặt chúng nó một dân nào mà Giô-suê để lại khi người qua đời. Ta sẽ dùng các dân tộc đó thử thách Israel, để xem thử chúng nó có giữ và đi theo đường của Đức Giê-hô-va như tổ phụ chúng nó chăng. Ấy vậy, Đức Giê-hô-va để cho các dân tộc này ở lại trong xứ, không vội đuổi chúng nó đi và cũng không phó chúng nó vào tay Giô-suê. Thi Thiên 78. Hỡi dân sự ta, hãy lắng tai nghe luật pháp ta, hãy nghiêng tai qua nghe lời của miệng ta. Ta sẽ mở miệng ra nói thí dụ, bày ra những câu đố của đời xưa mà chúng ta đã nghe biết và tổ phụ chúng ta đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy cùng con cháu họ, bèn sẽ thuật lại cho dòng dõi hậu lai những sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng Ngài và công việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Ngài đã lập chứng cớ nơi Gia-cốp, định luật pháp trong Israel, truyền dặn tổ phụ chúng ta phải dạy nó lại cho con cháu mình, hầu cho dòng dõi hậu lai, tức là con cháu sẽ sinh được biết những điều đó, rồi phiên chúng nó truyền lại cho con cháu mình, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, không hề quên các công việc Ngài, song gìn giữ các điều răn của Ngài, để chúng nó chẳng như tổ phụ mình là một dòng dõi cố chấp phản nghịch, chẳng dọn lòng cho chính đáng, có tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Con cháu Ephraim cầm binh khí và dương cung, có xây lưng lại trong ngày chiến trận. Chúng nó không gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời, cũng không chịu đi theo luật pháp Ngài, quên những việc làm của Ngài và các công tác lạ lùng mà Ngài đã tỏ cho chúng nó thấy tại trong xứ Ai Cập, nơi đồng bằng Soan. Ngài làm những phép lạ trước mặt tổ phụ chúng nó. Ngài rẽ biển ra, làm cho họ đi ngang qua, khiến nước dựng lên như một đống. Ngài dẫn dắt họ ban ngày bằng áng mây, trọn ban đêm bằng ánh sáng lửa. Ngài bửa hòn đá ra trong đồng vắng, ban cho họ uống nước nhiều như từ vực sâu ra. Ngài cũng khiến suối từ hòn đá phun ra và làm cho nước chảy ra như sông. Dầu vậy, họ cứ phạm tội cùng Ngài, phản nghịch cùng đấng chí cao trong đồng vắng. Trong lòng họ thử Đức Chúa Trời mà cầu xin đồ ăn theo tình dục mình. Họ nói nghịch cùng Đức Chúa Trời mà rằng: Đức Chúa Trời há có thể dọn bàn nơi đồng vắng sao? Kìa, Ngài đã đập hòn đá, nước bèn phun ra, dòng chảy tràn. Ngài há cũng có thể băng bánh sao? Ngài há sẽ sắm sửa thịt cho dân Ngài ư? Vì vậy, Đức Giê-hô-va có nghe bèn nổi giận, có lửa cháy nghịch cùng Gia-cốp, sự giận nổi lên cùng Israel, bởi vì chúng nó không tin Đức Chúa Trời, cũng chẳng nhờ cậy sự cứu rỗi của Ngài. Dầu vậy, Ngài khiến các tầng mây trên cao và mở các cửa trời, cho mưa mana xuống trên họ đặng ăn và ban cho lúa mì từ trên trời. Người ta ăn bánh của kẻ mạnh dạn, Ngài gửi cho họ đồ ăn đầy đủ. Ngài khiến gió đông thổi trên trời, nhờ quyền năng mình Ngài dẫn gió nam. Ngài khiến mưa thịt trên chúng nó như bụi tro, và chim có cánh cũng nhiều như cát biển. Ngài làm các vật đó sa xuống giữa trại quân, khắp chung quanh nơi ở chúng nó. Như vậy, chúng nó ăn được no nê chán láng, Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó ước ao. Chúng nó chưa xây khỏi điều mình ước ao, vật thực hãy còn trong miệng chúng nó, bèn có cơn giận của Đức Chúa Trời nổi lên cùng chúng nó, giết những kẻ béo hơn hết, đánh hạ những người trai trẻ của Israel. Mặc dầu các sự ấy, chúng nó còn phạm tội, không tin các công việc lạ lùng của Ngài. Vì cớ ấy, Ngài làm cho các ngày chúng nó tan ra hư không, dùng sự kinh khiếp làm tiêu các năm chúng nó.
Khi Ngài đánh giết chúng nó bèn cầu hỏi Ngài, trở lại tìm cầu Đức Chúa Trời cách sốt sắng. Chúng nó bèn nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là hòn đá của mình, Đức Chúa Trời chí cao là đấng cứu chuộc mình. Nhưng chúng nó lấy miệng vua nịnh Ngài, dùng lưỡi mình nói dối với Ngài. Vì lòng chúng nó chẳng khăng khít cùng Ngài, chúng nó cũng không trung tín trong sự giao ước Ngài. Nhưng Ngài vì lòng thương xót, tha tội ác cho, chẳng hủy diệt chúng nó. Thật, nhiều khi Ngài xây cơn giận Ngài khỏi, chẳng nổi giận đến cực kỳ. Ngài nhớ lại chúng nó chẳng qua là xác thịt, một hơi thở qua rồi không trở lại. Biết mấy lần chúng nó phản nghịch cùng Ngài nơi đồng vắng và làm phiền Ngài trong chỗ vắng vẻ. Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc đấng thánh của Israel. Chúng nó không nhớ lại tay của Ngài, hoặc ngày Ngài giải cứu chúng nó khỏi kẻ hà hiếp. Thế nào Ngài đặt các dấu lạ mình tại Ai Cập và những phép kỳ mình trong đồng Xô-an, đổi ra huyết các sông và các dòng nước chúng nó đến đổi không thể uống được. Ngài sai mũi cắn nuốt họ và ít làm hại chúng nó, cũng phó huê lợi chúng nó cho châu chấu, nộp bông trái công lao họ cho cào cào. Ngài phá vườn nho chúng nó bằng mưa đá, hủy cây sung họ bằng tuyết giá, cũng phó trâu bò chúng nó cho mưa đá và nộp bầy chiên họ cho sấm sét. Ngài thả nghịch chúng nó cơn giận dữ Ngài, sự thịnh nộ, sự nóng nả và gian truân, tức là một lũ sứ tai họa. Ngài mở lối cho cơn giận Ngài, chẳng dung thứ linh hồn họ khỏi chết, bèn phó mạng sống chúng nó cho dịch hạch, cũng đánh giết mọi con đầu lòng trong Ai Cập, tức là cường tráng sinh đầu ở trong các trại cham. Đoạn Ngài đem dân sự Ngài ra như con chiên, dẫn dắt họ trong đồng vắng như một bầy chiên. Ngài dẫn chúng nó bình an vô sự, chúng nó chẳng sợ chi, còn biển lấp lại những kẻ thù nghịch họ. Ngài đưa họ đến bờ cõi thánh Ngài, tức đến núi mà tay hữu Ngài đã được. Ngài cũng đuổi các dân khỏi trước mặt chúng nó, bắt thăm và chia xứ làm sản nghiệp cho họ, khiến các chi phái Israel ở trong trại của các dân ấy. Dầu vậy, chúng nó thử và phản nghịch Đức Chúa Trời chí cao, không giữ các chứng cớ của Ngài, nhưng trở lòng ở bất trung như các tổ phụ mình. Chúng nó xỉa như cây cung sai lệch, nhân vì các nơi cao chúng nó chọc giận Ngài, dục Ngài phân bì tại vì những tượng chạm. Khi Đức Chúa Trời nghe điều ấy bèn nổi giận, gớm ghiếc Israel quá đỗi, đến nỗi bỏ đền tạm tại Silo, tức là trại Ngài đã dựng giữa loài người, phó sức lực Ngài bị dẫn tù và nộp vinh hiển Ngài vào tay cừu địch. Ngài cũng phó dân sự Ngài cho bị thanh gươm và nổi giận cùng cơ nghiệp mình. Lửa thiêu nuốt những gã trai trẻ họ, còn các nữ đồng trinh không có ai hát nghinh thú. Những thầy tế lễ họ bị gươm sa ngã, song các người quá bụa không than khóc. Bây giờ Chúa tỉnh thức như người khỏi giấc ngủ, khác nào kẻ mạnh dạn reo la vì cớ rượu. Ngài hãm đánh những kẻ cừu địch lui lại, làm cho chúng nó bị sỉ nhục đời đời. Vả lại, Ngài từ chối trại Joseph, cũng chẳng chọn chi phái Ephraim, bèn chọn chi phái Juda là núi Sion mà Ngài yêu mến. Ngài xây đền thánh Ngài giống như nơi rất cao, khác nào trái đất mà Ngài đã sáng lập đời đời. Ngài cũng chọn David là tôi tớ Ngài, bắt người từ các chuồng chiên. Ngài đem người khỏi bên các chiên cho bú, đặng người chăn giữ Gia-cốp là dân sự Ngài và Israel là cơ nghiệp Ngài. Như vậy, người chăn giữ họ theo sự thanh liêm lòng người và lấy sự khôn khéo tay mình mà dẫn dắt họ. Chương 14. Một vài trưởng lão kia của Israel đến cùng ta, ngồi trước mặt ta. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy: Hỡi con người, những kẻ này mang thần tượng mình vào trong lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình, làm cho vấp phạm. Vậy ta há để cho chúng nó cầu hỏi ta một chút nào sao? Cho nên hãy nói cùng chúng nó mà bảo rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hễ người nào trong nhà Israel mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình, làm cho vấp phạm,
nếu người ấy đến cùng kẻ tiên tri, thì ta, Đức Giê-hô-va, chính ta sẽ trả lời cho nó y như thần tượng đông nhiều của nó, hầu cho ta bắt được nhà Israel trong chính lòng nó, vì chúng nó nhân thần tượng mình mà xa lạ ta. Vậy nên, hãy nói cùng nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi. Thật vậy, hết thảy những người nhà Israel, hết thảy khách lạ trú ngụ trong Israel, hễ ai lìa xa ta mà mang thần tượng mình vào lòng và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho vấp phạm, đến cùng kẻ tiên tri để vì chính mình cầu hỏi ta, thì chính ta, Đức Giê-hô-va, sẽ trả lời cho nó. Ta sẽ sấp mặt lại nghịch cùng người ấy, khiến nó nên gỡ lạ, giấu và tục ngữ, và dứt nó khỏi giữa dân ta. Bây giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Nếu kẻ tiên tri bị dỗ mà nói lời nào, ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, đã để tiên tri đó bị dỗ, và ta sẽ giá tay trên nó, diệt nó khỏi giữa dân Israel của ta. Cả hai sẽ đều chịu tội mình. Tội của kẻ tiên tri sẽ giống như tội của kẻ cầu hỏi, để cho nhà Israel chẳng còn lầm lạc xa ta nữa, và chẳng làm ô uế mình nữa bởi mọi sự phạm phép của nó, nhưng đặng chúng nó được làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, nếu đất nào làm sự trái phép mà phạm tội nghịch cùng ta, và nếu ta giá tay trên nó, bẻ gãy bánh của nó, dán cho sự đói kém, và diệt hết người và vật trong nó, thì dẫu trong đất đó có ba người này là Noe, Daniel và Job, cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nếu ta khiến các thú dữ trải qua trong đất, làm cho hủy hoại, trở nên hoang vu, đến nỗi chẳng ai đi qua nữa vì cớ các thú ấy, thì dẫu trong đất có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai con gái, chỉ một mình họ được cứu, nhưng đất sẽ hoang vu. Hay là nếu ta sai gươm dao đến trên đất đó mà rằng, gươm dao hãy trải qua đất, đến nỗi ta diệt người và vật nó, thì dẫu trong đất có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai con gái, nhưng chỉ một mình họ được cứu. Hay là nếu ta sai ôn dịch đến trong đất đó, nếu ta đổ cơn giận mà làm chảy máu nó đặng diệt hết người và vật khỏi nó, thì dẫu có Noe, Daniel và Job ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được nào con trai nào con gái, chỉ một mình họ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình thôi. Vậy Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta lấy bốn sự đoán phạt nặng nề, tức là gươm dao, đói kém, thú dữ và ôn dịch, mà giáng cho Jerusalem, đặng hủy diệt khỏi nó người và thú vật. Sự đó quá hơn là dường nào. Dầu vậy, này trong đó còn có kẻ sót lại, cả con trai con gái sẽ bị đem ra. Này, chúng nó sẽ đi ra đến cùng các ngươi. Các ngươi sẽ thấy đường lối và việc làm của chúng nó, thì sẽ tự yên ủi mình về tai vạ ta đã giáng trên Jerusalem, tức về mọi sự ta đã giáng trên nó. Phải, khi các ngươi thấy đường lối và việc làm chúng nó, thì chúng nó sẽ yên ủi các ngươi, và các ngươi sẽ biết mọi sự ta đã làm trong nó, thì ta chẳng làm vô cớ. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài
mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.